Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 1 sách giáo khoa về lớp 10 trang 44 đề bài như sau. Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất là 0,001 giây để đo n lần thời gian rơi tự do cùng một vật. Bắt đầu rơi từ điểm A, vận tốc tại A bằng 0, đến điểm B, kết quả cho trong bảng 7.1. Đây là bảng 7.1. Bài 1 như sau. Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian. Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp, và nếu chỉ đo 3 lần, tức là n bằng 3, thì kết quả đo bằng bao nhiêu? Vậy ta có tương ứng các giá trị ở trong bảng 7.1. 7 lần đo, đây là thời gian. Delta T1, delta TI tương ứng với 7 lần đo, delta T phẩy, và ta sẽ tính các giá trị ở trong bảng như sau. Cô có bảng 7.1. Đầu tiên là ta tính giá trị trung bình của thời gian. Ta có công thức tính T trung bình thì sẽ bằng T1 cộng T2 cộng vân vân. Ở đây ta có N bằng 7, tức là cộng đến T7. Tất cả chia cho số lần đo là 7 lần đo. Vậy ở đây ta sẽ tính. Các em bằng máy tính, ta sẽ lấy các lần lượt các giá trị ở đây là 0,398 cộng 0,399 cộng 0,408 cộng 0,410 406 405 402, và số lần đo ở đây là 7 lần đo. Như vậy giá trị trung bình về thời gian là 0,404. Đấy. Tiếp theo, với cột delta y thì ta sẽ lấy lần lượt cái giá trị t và trừ đi giá trị trung bình. Chúng ta chỉ lấy độ lớn thôi các em. Không phải 404 trừ đi 0,398, kết quả sẽ là 0,006. Tương tự như thế, 399 thì ta bớt 1 sẽ là 0,005, đúng nào? 0,408 và trừ đi 0,404, kết quả sẽ là 0,004. Tương tự như thế, các em dễ dàng nhẩm được. 0,410 trừ đi sẽ là 0,006, 0,002, 0,001 và 0,002. Đến đây ta lấy giá trị trung bình. Không phẩy 006 cộng 005 0,004 0,006 002 cộng 0,001 cộng 0,002, tất cả chia cho số lần đo là 7. Như vậy ta được xấp xỉ là 0,004. Đấy. Còn delta T phẩy thì các em lấy độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo, và đề bài cho độ chia nhỏ nhất là 0,001 giây. Như vậy ta có tất cả các lần đo thì đều có delta T phải tương ứng như thế, 0,001. Như vậy giá trị trung bình cũng sẽ là 0,001 giây. Ở đây ta sẽ có là delta T trung bình ở bảng tính được 0,004 giây, và delta T phẩy thì bằng 0,001 giây. Vậy sai số tuyệt đối của phép đo là delta T theo công thức sẽ bằng delta T trung bình cộng với delta T phẩy. Các em cộng thay số vào 0,004 cộng 0,001. Như vậy delta T bằng 0,005 giây. vậy kết quả đo
ta sẽ viết ở dưới dạng là giá trị trung bình cộng với sai số tuyệt đối là 0,404, có dung lỗi là cộng trừ delta t ta tính được 0,005. Câu hỏi tiếp, ý tiếp theo ở đây là phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp? Rõ ràng ở đây ta đang đo trực tiếp, đúng không nào? Đây là phép đo trực tiếp. Và nếu chỉ đo 3 lần tức là n bằng 3 đấy, chúng ta sẽ lấy các giá trị tương ứng chỉ đến n bằng 3 thôi, thì ta sẽ có thứ nhất là t trung bình bằng t1 cộng t2 cộng t3 trên 3 thôi các em. Các em thay số, t1 là 0,398 cộng 0,399 cộng 0,408 và chúng ta chia cho 3 lần sẽ được cỡ 0,402. Như vậy t trung bình bằng 0,402 giây. Tương tự như trên, ta sẽ lần lượt tính delta ti, delta t 1 bằng 0,402 mà trừ đi 0,398. Đây kết quả đây các em. 0,004. Delta T2 tương tự như thế sẽ là 0,003. Và delta T3 thì là 0,408 trừ đi 0,402 sẽ là 0,006 giây. Vậy sẽ suy ra được delta T trung bình sẽ bằng, các em cộng 3 giá trị delta T1, delta T2, delta T3 và chúng ta chia cho 3. Không phẩy không không bốn cộng không phẩy không không ba cộng không phẩy không không sáu, tất cả chia 3 sẽ được cỡ là 0,004. Đấy, để tương tự như trên, ta vẫn lấy cái delta t phẩy là độ chia nhỏ nhất của dụng cụ là 0,001 giây. Vậy suy ra sai số tuyệt đối delta t bằng delta t trung bình cộng delta t phẩy bằng 0,004 cộng 0,001 vẫn bằng 0,005 giây. Vậy nếu chỉ đo 3 lần ta sẽ được kết quả là t bằng t trung bình cộng trừ delta t, với t trung bình bằng 0,402 cộng trừ delta t ta tính được 0,005 giây. Đấy. Như vậy đến đây ta đã giải xong bài 1.